sẽ để cho cô Lan ngủ trên giường. Mình sẽ nằm dưới sàn, chỉ cần kiếm một tấm nệm mỏng. Nhưng mà lỡ có người vô thì cô Lan sẽ trốn ở đâu? Phải kiếm chỗ cho cô Lan trốn chứ. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Đi ra ngoài làm gì? Nửa đêm nửa hôm đi đâu lang thang ra ngoài đó? Mà tôi đi ra sân kiếm nãy giờ có thấy chị đâu. Tối nay đóng cửa, không có được chốt cửa trong nghe chưa? Chị không làm dấu hay sao? Không có thể làm dấu được. Đã 10 năm trôi qua rồi, cây cỏ mọc che phủ hết rồi. Nhưng mà có một cảm giác mình đau lòng ở bên cạnh. Đây rồi, cô này nè. Chị có chắc không? Chắc. Giờ này chắc chị sư cô vô tình đã đem chôn tự an xuống khe núi. Vậy thì sư cô sẽ cất nó ở đâu? Sao giờ này em chưa ngủ? Em à, hôm nay anh muốn ở một mình. Nhưng mà em không ngủ được. Ở trong phòng một mình em sợ lắm. Ai đó? Cũng nói chi, cô chú ơi, cô Trúc không cho khóa cửa trống. Như vậy là sao? Tại sao cô không cho khóa cửa trống? Như vậy là có ý gì? Hay là cậu đã muốn kế hoạch chị Lan trở về tối nay? Em nghĩ tụi mình phải đi ngay bây giờ tới hẻm núi Đầu Rồng để lấy lại Tử Quang. Anh nghe em đi. Bây giờ đã nửa đêm rồi, chỉ mình em với anh vô đó thôi. Em biết chắc là anh vẫn còn nhớ chỗ đó, đúng không? Bây giờ chỉ có mình em với anh vô khe núi đó sao? Em không sợ? Không. Vì anh, em sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện
Được tôi cái này. Được rồi, cứ thử đi. Có được không? Bây giờ cô chui chỗ đó, cô giữ chứ. Ủa, có ông Hải ở đây không? Ông Hải đâu? Lạ quá. Bữa nay làm gì á? Lúc thì không có chị ở trong phòng, lúc thì không có ông Hải ở trong phòng. Quá nửa đêm rồi mà ông Hải đi đâu? Không thấy ông Hải đâu hết anh ơi. Kỳ quá, hai người này bữa nay cứ như là ma. Sao? Em vô phòng ngủ của cô Hải rồi hay sao? Em mở cửa vô mà không thấy ổng đâu hết. Để anh vô coi lại cho. Thôi, anh lái xe luôn đi. Có thêm người biết càng nguy hiểm. Thứ nhất, bây giờ anh lái xe cũng đâu. Thứ hai, cậu Hải cũng là người nhà. Cho nó đi, còn nhờ nó đào bới tìm kiếm. Hải, dậy đi, Hải. Dậy đi. Dạ, anh gọi em. À, hồi nãy cô Trúc vô phòng cậu tìm mà không thấy. Dạ, ai? Ai tìm em? Mà có gì không anh? Cậu dậy, đưa tôi đi công việc một chút có được không? Dạ, mà đi đâu mà giờ này cũng gần 2 giờ rồi anh. Tôi có công việc gấp. Cậu lái xe đưa tôi và cô Trúc đi công việc một chút. Hồi nãy giờ em bị Tào Tháo rượt. Em mới vừa ngủ à? Vậy à? Để tôi đi lấy thuốc cho cậu nghe. Dạ, thôi anh. Em mới vừa uống thuốc xong. Hay là anh đi ra ngoài trước, em mặc quần áo xong rồi đi ngay. Chết rồi, sắp tới giờ chị Lan về rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Thank you.
Nhanh nhanh lên Hải ơi, trời sắp sáng rồi. Dạ, em ra liền. Anh, ông Hải có đi không mà lâu quá vậy anh? Có mà. Hơn một giờ sáng rồi. Để em lên coi ông có làm gì mà lâu quá vậy. Đây, chút nữa chị Lan về, chỉ điện thoại. Cô nhớ mở cửa sau, đón chị vô nghe chưa? Nhớ phải cẩn thận đó. Nhớ nha. Anh mới dặn dò gì cho cô Câm đúng không? Hai người dặn dò nhau điều gì? Tôi chỉ dặn cô Câm là chút nữa mọi người đi vắng, không biết chừng nào mới về. Cô phải cẩn thận cửa nẻo. Vậy thôi. Không lẽ cha bắt tụi mình canh đêm thức sáng hả? Ừ, thì cha kêu canh coi có cái bà sư cô nào ra vô cái nhà này không. Mà giờ này làm gì còn ai nó vô nữa đâu. Ờ, mình nói có lý á. Giờ này cũng cần sáng rồi, lạnh quá mày ơi. Tao thấy đói quá, hay là chạy ra người phố kiếm gì ăn cho đỡ đói cái đi. Nhưng mà lỡ có chuyện gì sao? Ông biết là ông giết mình chết luôn. Có chuyện gì? Ba người kia vô rừng rồi, đâu còn ở trong nhà đâu. Mày ngồi đây một chút đi, tao đi mua đồ ăn. Thôi cha, ở đây một mình ớt thế mẹ à. Tao nghe nói á, bà chủ nhà này bị chết cháy cũng quen, còn nằm trong nhà xác chưa có thiếu. Thì gần quá, đi mẹ ơi. Nhất chi mày ốc quá này. Cậu nhớ được không? Giờ em chỉ nhớ mang máng thôi. Tại vì đã hơn một năm rồi, đâu có gì thay đổi gì. Hôm trước anh có đưa chị Lan đi sư cô vô đây không? Dạ, dạ không ạ. Tôi đang thắc mắc là làm sao cậu với sư cô lại thoát khỏi xe được. Dạ, xe lăn xuống dưới vào một bụi cây lớn. Trước khi xe rơi xuống, em mở bung cửa và em nhảy bật ra ngoài. Em vướng vào một chảng cây. Còn sư cô? Dạ, hình như trước khi tới khúc cua, chị Lan, dạ không, sư cô đang mở cửa kính xuống để nhìn đường, thành ra chị chui ra trước khi xe cháy. Anh nói là ai chui ra ngoài được? Dạ dạ, sư cô. Tại xe rơi nghi xuống, đụng phải tảng đá lớn phía bên sư cô. Cho nên, phía bên chị Lan. Cho nên thành ra chị Lan bị ép giữa tảng đá với chiếc xe à. Sư cô vẫn giữ được tay nãy khi văng ra khỏi xe sao? Dạ, cái đó tôi không biết à. À, em cứ ngồi trên xe đi, trời khuya lắm, để anh với Hải xuống thôi.
phía trên này. Thôi chú về đi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chú nhớ dẫn xe ra một đoạn rồi hãy nổ máy nha chú. Dạ dạ. Cô Cầm, chú Hải đâu? Chú Hải đâu? Được đâu, tôi đã nói cho chú Hải là tôi đã chết rồi. Tôi về đây là để trốn tránh mọi người. Ngọc à, An hả? Đưa xe vô cục số 7 đi em. Nè. Bà chủ đâu rồi? Chị Lan, chị Lan ơi, chị Lan. Chị ra ngoài chơi chút cho thoải mái đi. Hồi đi Sài Gòn đón mấy Ngọc rồi. Vậy hả? Bên đây bé Ngọc về hả chú? Dạ. Mấy giờ nó xuống máy bay vậy? À, dạ, em nghe họ nói là 9 giờ. Giờ này chắc là đã xuống rồi. Vậy hả? Vậy là khoảng 3 giờ chiều nay nó về tới nhà mình đó. Dạ. Cô chuẩn bị đồ ăn cho nó hết chưa? Nó thích ăn bông atiso hầm với giò heo đó. Nó thích cắm hoa lan hồ điệp trong phòng khách. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Chị Lan. Có chuyện gì vậy chú? Chị đã quên là chị đã chết rồi sao? Bé Ngọc về đây là để giữ đám tang của chị. Tôi quên mất.
cũng đã 3 năm rồi thì không gặp lại con gái của mình. Chị à, con bé Yến, chị anh Đức và con Trúc mới đưa bé Ngọc về, hay là chị ra ngoài giường một chút cho thoải mái đi. Chắc là đi ra ngoài giường, tôi đi vào một chút. Dạ. À, chị có cần lấy gì trong phòng nữa không? Không, mình đi chút. Dạ. Bây giờ đó, mày dòng ra ngoài sau kiểm tra đi, để lên. Sao chú không lái xe đưa họ đi? Coi như chiếc xe em lái đã bị cháy, còn công an thì lái xe của bé Ngọc. Rồi mai mốt chú lấy xe nào? Em nghe anh Đức nói là mai mốt anh Đức sẽ kiếm chiếc xe khác cho em lái. Và lại hồi tối em lấy xe đưa họ vào mỏm đá Đầu Rồng, tới gần sáng mới về. Vậy chứ anh Đức hay cô Trúc đi cùng với chú? Dạ, cả hai. Chị à, bây giờ chị tính sao? Chị sẽ ở đây luôn hay là chị về chùa sống trong danh tánh của sư cô vô tịch? Thầy nói tôi về đây cất dấu xá lợi xong rồi vô chùa sống với thân phận sư cô, tôi cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa. Chị à, cái viên tử quan đó là cái gì mà sao chị phải cất giữ nó, rồi mọi người tranh giành giành đến chết chóc ghê gớm như vậy? Đó là viên xá lợi phát ra ánh sáng màu tím, có thể đem lại quyền lực tột đỉnh, nhưng đi liền với sự chết chóc. Viên xá lợi đó nếu được chôn dưới lòng đất 7 mét ngay mỏm đá Đầu Rồng, sau 3 năm nó sẽ mất hết hiệu lực. Vì thương chồng mà tôi đã lôi kéo chị tôi trở thành kẻ phạm tội, bị trời phạt chết thảm. Còn bây giờ thì sống dở chết dở. Trước khi chết, sư cô vô tịch đã giao cho chị một nhiệm vụ quan trọng như vậy, chị phải cố gắng làm cho xong cho sư cô được không? Đừng để cho sư cô ngậm ngùi đến chứng xuống chứ. Chú đã biết nhiều chuyện của gia đình tôi, tôi xin chú hãy vì tôi, vì chị tôi, giúp tôi tiêu hủy huyền thoại tim.
có người đàn bà lạ. Vậy hả? Có khi nào là bà Cam không vậy? Tao nghĩ chắc không phải bà Cam đâu. Bà đang ở đâu? Đang ngồi ở sân sau nhà. Chắc mình phải đi vòng ở sau mới thấy bạn được. Vậy mày chạy vòng ra phía sau đi. Tao đi cặp cho. Vậy đi. Nhưng mà mẹ đi đâu vô đường rừng đó lúc nửa đêm chứ? Mẹ con đưa dì Mai về chùa. Thôi con à, đằng nào thì mẹ con cũng đã mất rồi. Còn chuyện tại sao xảy ra tai nạn, con không cần phải tìm hiểu làm gì. Không có ai muốn như vậy đâu con. 3 năm qua con chưa được gặp mẹ con lần nào. Mới hôm tuần trước mẹ con gọi điện cho con mà. Mẹ nói là mẹ định qua châu Âu thăm con. Con đã sắp xếp hết cho mẹ. Vậy mà thôi, đừng khóc nữa. Còn mà khóc như vậy mẹ con sẽ không siêu thoát được đâu. Mà nè, con định con ở lại đây bao lâu? Con chưa biết nữa. Đợi khi nào làm đám tang cho mẹ con xong rồi con mới tính. Cậu bé Ngọc đã thích làng Hồ Điệp lắm. Lo kỹ tất cả các ngóc ngách trong tủ, cửa và bàn ghế nha cô. Cậu bé nó kỹ tính lắm. À, chút xíu nữa đó, cô lấy trầm, cô xong luôn cái phòng này nha cô.
Chị ơi, em cứ tưởng qua trong lòng của con độc bê và để con bé gặp chị sống khôn thân thương nhớ phụ hộ bảo vệ đừng để người xấu tìm thấy nó cái gì chị phụ hộ cho em. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Con à, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc cô Cầm đã dọn phòng cho con rồi. Không thể, chắc là đệ tử của anh á, nhìn gà quá cuốc. Tôi đang ngồi ở quán cà phê, cô ra ngoài này để nói chuyện cho tiện. Ừ, chờ tôi một chút. Mày trở lên chùa tìm cách vô phòng sư cô xem sư cô có ở đó không. Nếu không có thì phải hỏi cho bằng được sư cô đang ở đâu, khi nào về. Hứa chắc với anh là trong vòng một tuần nữa sẽ có hàng. Dạ, anh cứ bình tĩnh đi. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh. Sao, anh nói đi. Có một người phụ nữ giống hệt bà Lan ở trong nhà cô với ông Đức. Không, làm gì có. À, chắc là bà người làm, bà Câm đó. Ngoài bà Câm, ông Hải còn có một người thứ ba. Sáng nay đi ra giường ở sân sau ngồi ngắm cảnh. Bên cảnh sát có làm xét nghiệm để biết cái xác có phải là bà Lan hay không, hay là của sư cô vô tình. Đâu cần làm, bởi vì họ là hai chị em sinh đôi, giống hệt nhau về mọi thứ. À, vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Sao cô không đặt giả thuyết có khả năng mà Lan không chết mà là sư cô vô tình chết? Thì cũng giống như nhau thôi, đâu có khác gì đâu. Ai chết á, cũng là người còn lại đang cất giữ tử quan. Chị Lan mà có mặc áo nữ tu thì cũng giống như bà sư cô thôi.
Vấn đề nằm ở chỗ là khách hàng đang hối thúc, mà ở chùa thì không thấy bóng dáng sư cô đâu. Bà Lan đánh tráo sư cô là để đánh lạc hướng sự tìm kiếm của cô với tôi. Xem ra mấy người này không thuộc dạng cao thủ, không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, người đẹp à. Nè, anh nói là sáng nay đệ tử của anh nhìn thấy bà Lan ở sân sau của biệt thự sao? Chính xác. Theo tôi, họ cũng nắm được một quy luật là nơi hầm tối là nơi sáng nhất. Nếu như vậy, tôi sẽ mở một cuộc lục soát trong biệt thự, càng dễ cho mình lấy được tử quan. Thôi, tôi về đây. Nè. Tôi nghĩ cô không đủ sức để tìm kiếm chuột ở trong hang đâu. Anh coi thường cô Trúc này quá rồi đó. Vấn đề là thời gian không cho phép chúng ta nữa. Bên khách hàng cần nói cắt trong tuần sau. Nếu chậm, khi họ phát mãi toàn bộ cơ ngơi và bị trả tay vô cổng của cảnh sát rồi, thì họ không còn tiền để trả cho chúng ta nữa, hiểu chưa? Vậy anh muốn sao? Tôi muốn ngày mai được cô chính thức đưa vô biệt thự Diễm Xưa để sống. Tôi có đầy đủ thiết bị để dò gắn máy ghi hình ở mọi góc ngách. Không được, lúc này thì chưa có được đâu. Tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm. Để một vài bữa nữa coi sao đã. Nên nhớ, tôi chỉ cho phép cô 3 ngày thôi đâu. Tôi không bao giờ để mất con mồi ngon đâu, người đẹp à. Trời ơi, em đã dặn chi rồi? Đừng lên nhà ban ngày nguy hiểm lắm. Tôi muốn nhìn mặt bé Ngọc coi nó mập ốm ra sao. Chắc nó không dữ lắm hả chú? Thì cũng tội nghiệp cho bé Ngọc, nhưng mà em cũng đang khổ tâm lắm nè. Chuyện gì? Thì anh Đức anh dặn là em không được tiếp xúc với bé Ngọc nhiều. Rồi anh ấy dặn là không cho bé Ngọc biết là chủ anh ấy trượt xe, làm xe của chị rơi xuống vực. Ba, con muốn đi ngay bây giờ. Con muốn nhìn mặt mẹ con một lần cuối. Theo ba thì không. Con cứ nghĩ đi đã. Con nhớ mẹ con lắm ba. Ba cho con đi nhìn mặt mẹ con lần cuối nha ba. Con có biết không, vì xe của mẹ con bị rơi xuống vực bốc cháy, thành ra mẹ bị cháy xém hết mặt, hết cơ thể. Con không nên. Thank you.